ôi bao hân hoan, anh vàng chưa sang khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân. Hỡi nhân loài ơi, uy hùng huy mã Lạc Sơn. Hỡi nhân loài ơi, đứng đại từ bi sáng trơn. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn tịnh đức tăng ni, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng vị chủ đại đức chủ trì định hội cùng với chư tôn tịnh đức tăng ni hoan hỷ qua năm tháng đường để chứng minh cho chương trình văn nghệ cũng như Phật đản của chúng con đêm hôm nay. Chúng con cân cộng truyền thỉnh chư tôn tịnh đức an toàn. Kính mời quý Phật tử chúng ta an toàn. Chúng con xin kính cung thỉnh quý chư tôn tịnh đức tăng ni, và chúng tôi xin kính mời quý địa vị đồng thể thân chắp tay niệm Phật cầu gia bình. Lại lễ Phật đản năm đó, tất cả 26 nước tham dự hội nghị
mới đồng loạt làm lễ thượng kỳ. Do vậy, ở Việt Nam, vào lúc 8 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 1951, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Tân Mão, tại chùa Quán Sứ Hà Nội, Thượng tọa Thích Tố Liên, đại diện Ban chấp hành Hội Phật giáo Thế giới, đã long trọng đọc diễn văn Thượng Phật Giáo Kỳ. Chùa Phật giáo trước hết là biểu trưng tinh thần thống nhất của Phật tử trên toàn thế giới. Chùa Phật giáo còn tượng trưng cho niềm chánh tín và sự yêu chuộng hòa bình của mọi người con Phật. Ngoài ra, chùa Phật giáo còn có ý nghĩa cắt bỏ quan niệm cố chấp của các giới địa phương, gia tăng niềm hăng hái đoàn kết để phục sự cho đạo pháp và dân tộc. Và từ lúc này, lá cờ Phật giáo tung bay khắp mọi miền quê hương đất nước, như hải chiều âm lan tỏa, mang giáo lý Phật Đà đến tất cả mọi người, góp phần đưa cuộc sống đến an vui hạnh phúc. Vàng, đỏ, trắng, cam và màu tổng hợp của năm màu này đã phát họa ra mẫu cờ Phật giáo. Xanh đậm tượng trưng cho đỉnh cao, cho sự rộng lớn và trắng suốt. Màu vàng tượng trưng cho niềm tin, vì có trách nhiệm với xác định và bác bề. Màu đỏ tượng trưng cho tấm căng, có tinh tấn với khắc phục được mọi trở ngại nghiêm trọng. Trắng tượng trưng cho vùng trắng, vùng đất không lay chuyển. Có tiếng trắng là nói duyên vi với linh vật và nguồn gốc thiên la vô thành cảnh. Cam tượng trưng cho tổng căn, có tính tấn thiện định đầy đủ trí tuệ sẽ phát sanh. Màu tổng hợp tượng trưng tinh thần đoàn kết Phật giáo đồ trên toàn thế giới. Hội Phật giáo ba miền Bắc, Trung, Nam được tổ chức tại đường Từ Đàm, Huế, gồm 21 đại biểu tác giả và cư sĩ thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Trong dịp này, Thượng tọa Tố Liên đã tặng hội vị lá cờ chính thức của Phật giáo thế giới mà Thượng tọa tham dự. Và chính đại hội lịch sử này, Đức Thánh Hòa Thượng Hội Chủ Đạo Hiệu Thích Tịnh Kiết đã chấp nhận lá cờ này cũng là cờ Phật giáo Việt Nam. Khiến bao người tiền thật bước vào đầu tỏa nguồn bí lực.
đầu tiên là thắp Bồ Tát Quảng Đức lửa đỏ gớm tím hồng, vì chiếu thánh, vì đạo pháp, với những lời sắc huyết như sau. Tôi chúng ta kêu gọi chư thượng tọa, đại đức, tăng ni và Phật tử đền kết đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật pháp. Và sau đó nhiều ngọn lửa của chư vị thánh tăng đã lần lượt bùng lên, thành nhiều phương cúng dường cảnh pháp, dựng dắt tinh thần cho cuộc đấu tranh cho Phật giáo. Thượng tọa Chiếu Diêu, đại đức Quảng Hương, thầy Thánh Tuệ, đại đức Thiện Mỹ, đại đức Nguyên Hương, sư cô Diệu Quang đã đạt người giáo sự hiến thân mình cho Phật pháp xương minh. Tất cả 57 vị thánh tự đạo ánh linh được giáo hội chí ân tưởng niệm, và còn bao thánh tự âm thầm cho Phật giáo trường tồn. Trong đó Áo Lam Những Thức Vô Úy cùng thầy cùng anh thân mạng chẳng xá gì, vẫn can cường trong từng bước chân đi, ngồi an nhiên trong từng thời tuyệt thực. Nổi bật trong quá trình đấu tranh bảo vệ lá cờ Phật giáo là hình ảnh nữ sinh Quách Thị Trang, pháp danh Diệu Kim, sinh hoạt trong gia đình Phật tử Minh Tâm. Năm 1963, chị tích cực tham gia phong trào đấu tranh chống lại chính sách thiên vị tôn giáo. Năm ấy, Quách Thị Trang có mặt trong số 5.000 sinh viên học sinh biểu tình trước công viên Diên Hồng gần chợ Bến Thành, cùng biểu tình với ủy ban chỉ đạo học sinh viên trường chỉ đạo nhằm chống lại quy định thiết quyết lực của chính phủ lúc bấy giờ. Được lệnh cấp trên, cảnh sát nổ súng thẳng vào đoàn biểu tình, làm nhiều người chết và bị thương. Trong đó có Quách Thị Trang, khi ấy mới 15 tuổi. Bất chấp sự đàn áp quyết liệt của chính quyền Ngô Thị Diệu, phong trào Phật giáo năm 1963 vì chính nghĩa của dân tộc đã thu hút hàng triệu người bất luận chính kiến, tôn giáo, trí thức, sinh viên, học sinh, công dân và nông dân tham gia. Phương pháp đấu tranh chống bất bạo động, vô ý và linh hoạt, vai trò to lớn của Phật giáo và quần chúng nhân dân, sự ủng hộ chưa từng có cộng đồng quốc tế là những trợ duyên tích cực giúp cho phong trào Phật giáo 1963 đạt được sự thành công, góp phần thiết lập hòa bình, công bằng xã hội và nhân quyền cho miền Nam Việt Nam. Cụ thể ngày nay, từ Phật giáo quốc bay chỉ mọi miền quê hương
ca. Thank you.
Tỳ Ni Viên, Vô U Thọ Hà, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên Thượng Tọa Viện Chủ, kính bạch trên Đại Đức Trụ Trì cùng với Chư Tôn Đức Hiện Diện và toàn thể quý Phật tử thân mến. Được sự chỉ dạy của Đại Đức Trụ Trì cho phép chúng tôi có vài lời trước khi đi văn nghệ kính ôn Phật đã bắt đầu. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý nhân viên, cứ mỗi độ hàng năm vào tháng tư âm lịch thì những đóa sen trong đầm bắt đầu nở rộ. Những hiện tiện, những hiện tượng thiên nhiên, cây cái chuyển mình phun cào giữa sông để chuẩn bị đón những trận mưa rào. Những hiện tiện này báo hiệu cho chúng ta biết rằng mùa Phật đản một lần nữa lại trở về trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Tất cả những người con Phật nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng đang náo nức đón mừng ngày lễ Phật đản trọng đại như thế này. Xin thưa quý vị, hơn 2.000 năm sử truyền ghi, một sáng tháng tư đẹp diệu kỳ, khắp cõi nhân thiên bừng nở rạ đón mừng Phật đản đấng từ bi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mở cửa huyền vi diệu màu, cứu muôn loài thoát khổ đau, đến bờ an lạc dạt dào thảnh thơi. Vâng, kính thưa quý vị, cách đây 26 thế kỷ trở về trước, tại cung thành Ca Kỳ La Vệ, con Bồ Tát Hộ Minh hiện thân làm Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Khi lớn lên và Ngài thấy được những cái cảnh khổ của nhân sinh, vì thế nên phát tâm xuất gia tu tập và thành đạo, và đã để lại cho nhân gian này một hệ thống giáo lý vô cùng to lớn mà tất cả những người con Phật chúng ta đều đang ghi nhớ những cái lời dạy này. Thì cũng chính vì Đức Phật Thích Ca đã tạo nên cho nhân loại một cái kỷ nguyên của tình yêu thương và trí tuệ, những cái lời dạy ấy đã thấm nhuần vào vượt thoát thời gian và không gian để đến với chúng ta cho đến ngày hôm nay. Và cũng trên tinh thần đó, chúng ta là những người Phật tử, những người tiếp nối theo nguồn gốc, theo bước chân của Đức Thế Tôn. Vì thế chúng ta không thể quên được những cái công ơn rất là to lớn ấy. Cũng chính vì thế, đêm nay hòa trong không khí kính mừng Phật đản thì tại đạo tràng chùa Định Huệ có long trọng tổ chức đêm văn nghệ cung dường đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 dương lịch 2016. Chúng tôi xin thay mặt cho Đại Đức Trụ Trì long trọng tuyên bố khai mạc chính thức đêm văn nghệ tối đêm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay đoàn tự nhớ với lòng, yên tĩnh tâm hồn thẳng sạch trăng, hướng về mười phương chư Phật tổ, cho đạo tình tỏa sáng những hoài mong. Chúng con thành kính tri ân những lời phát nhũ của Thầy và xin y giáo phụng hành. Kính thưa quý vị, quý vị đã thưởng thức tiết mục mở màn đêm văn nghệ cúng dường Phật đản. Và giờ đây, chúng con xin kính mời quý Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị phụ huynh, quý vị khán giả cùng thưởng thức tiết mục ca múa mừng ngày Vía Đản Sanh
Phần trình diễn của các em đoàn sinh viên.
đời của Đức Phật. Xin được phép bắt đầu. Cung kính bái vọng thi địa thắng thần
Quang Lâm chiếu giáng. Trên cung trời đau xót, Bồ Tát hộ minh cảm nhận lời hứa nguyện, khẽ mỉm miệng cười. Mưa hoa rơi rơi tỏa hương ngào ngạt. Vua và hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế.
Này các vị đại thần, hậu của ta vừa nằm mộng thấy voi trắng 6000 bay đến hút vào bên hông phải. Ta nhờ các khanh đón xem đó là điềm lành hay điềm dữ. Muôn tâu hoàng thượng, hòa giấc mơ này chúng thần tiên đốt, lệnh bà sẽ hạ sanh một hoàng nam tài đức vẹn toàn xưa nay chưa từng có. Hậu đã yên lòng chưa? Hậu đã mộng điềm lành, hậu sẽ sinh một hoàng nam tài đức vẹn toàn xưa nay chưa từng có. Tốt, tốt lắm, ta cho các ngươi lui. Bàn tay nhẹ nâng xuyên thân thiết,
ấn các từ nở trái một bông hoa. Bảy đó sẽ hồng nâng gót tình, ba ngàn thế giới có Như Lai. Thank you.
A Tu Đà đang ngồi thân thiền lập đình dưới một cội cây, chợt nghe văn tư hướng đồng ngàn xuất thiền, chóng lầy lần bước xuống núi đi về hướng tu thành ca thiền ra về. Đầu đầu ngài cũng gặp cảnh dân chúng mở hồn ăn mừng, hoàng hậu Na Sa vừa hạ sanh thái tử. Sáng hôm sau vừa đến kinh thành, đạo sĩ A Tu Đà xin bà Kiều ra mắt thái tử. Quân Đình Phạm cho mời đạo sĩ và mời ngài ngồi. Vừa nhìn thấy diện mạo của thái tử, đạo sĩ liền sụp lại, rồi đứng dậy khóc ròng. Đức vua và hoàng hậu thấy thế kinh hãi nổi ruồng. Đạo sĩ, vì cái gì mà ngài sụp lại thái tử rồi lại khóc lên như thế? Phải chăng sắp có tai nạn gì xảy đến cho hoàng gia? Muôn tâu thanh thượng, xin hoàng thượng chớ lo âu. Thái tử của chúng ta không phải là một người bình thường. Thần sụp lại thái tử vì người có 32 tướng tốt và tâm linh vẻ đẹp. Đây là điểm báo người sẽ là một vị đại vương thống trị toàn thiên hạ. Nhưng chữ bạn nói trên thái tử lại bảo rằng ngài sẽ xuất gia làm chủ cả tam thế, dắt người dẫn lối cho tất cả chúng sanh. Chính vì thế mà thần khóc thương cho thân phận mình xấu suốt, chẳng còn sống được đến ngày thái tử thành chánh giác để được nghe những lời dạy và học của Đức Thế Tôn tương lai. Và hoàng hậu Ma Gia sau 7 ngày nữa sẽ lìa bỏ cõi trời xuống về cõi trời bao giờ. Nghe xong lời tiên đoán, nhà vua buồn bã cho tất cả hồi cung. Tình Phạm Vương đã cưới nàng Gia Dư Đà La cho thái tử. Những mong sợi tóc của mỹ nhân sẽ chói buộc chí hướng xuất gia của nàng. Tuy sống trong cung vàng miệng ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng thái tử vẫn luôn cảm thấy như có lời néo gọi từ tâm linh sâu thẳm. Dậy đi thôi thái tử. Ơi, vì con trai là con người,
linh. Em nhìn kìa, một dáng người đang bước đi thật an nhiên tự tại. Thưa thái tử, đó là một đạo sĩ mà thoát ly gia đình để đi tìm chân lý, thoát vòng sinh tử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thái tử tự nhủ, có lẽ ta phải tự
tìm lấy đào giải thoát cho nhân mình mà thôi. Rời thành Hương Xá, ngài đến rừng U Lâu Tầm Ba, ngồi suy ngẫm về đạo vô thường, đến quên ăn quên ngủ, sức lực ngày một yếu dần, và ngài đã ngã gục ở bên đường. Một nàng một nữ đi ngang qua, thấy vậy dâng cho ngài một bát sữa. Sau khi thọ nhận xong, ngài thấy sức khỏe dần hồi phục, bèn bước xuống dòng sông Như Ly tắm rửa. Thank you.
bởi bóng hình giả dối, mây không thể nào phỉnh phờ ta được. Hãy tan mô theo bóng tối. Ngài đã thắng phục mọi nội ma ngoại chứng. Cánh hai, chứng tốt đạo. Cánh ba, chứng thiên nhãn minh. Cánh tư, chứng lậu tầm minh. Rồi sau khi sáo mái vừa mọc, nhạc trời rung đưa theo gió, bừng 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 thức dậy, đón mừng thái tử chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Thank you.
trong nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính xin chư tôn tịnh đức cùng toàn thể quý vị hãy dành một giây phút trang nghiêm nhất, lắng động nhất. Xin đừng tất cả những chàng pháo tay, những lời nói bên ngoài. Xin dừng lại tất cả, kết thành những bàn tay, thành những bút sen để kính dâng lên cho Đấng Thế Tôn thay cho những chàng pháo tay chúc mừng. Đây chính là khổ đới, và tham sân si là những nguyên nhân đưa đến khổ đau, ta gọi là tập đế. Nếu diệt trừ được những nguyên nhân này, chúng ta sẽ đạt được sự an lạc, tĩnh lặng cho thân tâm. Đó chính là diệt đế. Và đạo đế là những phương pháp tu tập để thoát ly sinh tử luân hồi. Ngài thấy người mệt mỏi nên nằm nghỉ dưới gốc hai cây sa la.
Vượt lên tầng mấy tầng trời.
Đừng đại từ đi giáng chân. Ha 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 ha.
ha ha la 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 la. Ôi nhân hoàng, thần hoàng khắp mấy cung trời, nhà thiên tiết tấu cả người, tin vui thế giới là người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ngũ đàm mừng nở, ánh sáng mong nhìn cho người, đứng đại giác ngộ ra đời.